Gần đây có tình trạng kẻ xấu mạo danh là nhân viên y tế của nhà trường hoặc của bệnh viện gọi điện cho phụ huynh học sinh thông báo con bị tai nạn, chấn thương, đang cấp cứu ở bệnh viện và yêu cầu phụ huynh chuyển tiền để đóng viện phí. Gặp trường hợp như vậy thì ai mà không lo sợ, phải không ạ? Nhưng mà quý vị ơi, hãy tỉnh táo và hết sức cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Khi nhận được những cuộc điện thoại, tin nhắn báo tin con cấp cứu nhập viện, phụ huynh cần bình tĩnh liên lạc với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế ở trường học hoặc bệnh viện để xác minh chính xác về thông tin của con. Phụ huynh yên tâm rằng nếu chẳng may con phải nhập viện cấp cứu, nhân viên y tế sẽ kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho con trước. Bởi việc cứu người bệnh là trên hết, mọi chi phí để thực hiện cho một ca mổ hay thủ thuật nào đó sẽ được tính sau.